Chào các bạn, hôm nay ngày đầu MC xin làm tiệm mới các bạn ơi. Chưa gì là ông trời đã đổ lại mưa ghê rồi các bạn. Các bạn thấy ướt nhẹp nè các bạn. Ngày đầu MC đi làm tiệm mới mà ông trời không thương, mà còn làm hồi sáng giờ mưa dữ lắm. Bây giờ mới bớt lại vẫn còn mưa các bạn, thấy không? Cái đường ướt nhẹp nè các bạn. Đường ướt nhẹp nè, các bạn thấy không? Đó. Xe ướt nhẹp nè các bạn. Đây đồ nghề của MC nè. Thùng đồ ăn, này đồ nghề, cái kia cũng đồ nghề. Ở sao đó các bạn ơi, đó. Ngày đầu mà ông trời không có thương cho MC, đã làm mưa rồi các bạn ơi. Chắc ông trời cũng ông trời ông cảm động quá nên ông mưa thì phải các bạn. MC cũng mệt mỏi nhảy tới nhảy lui các bạn ơi, nhưng mà vì cái nghề neo này nó vậy các bạn ơi, không nói được. Nó phải như vậy á, không bao giờ mà nghề neo nó không giờ mà làm cho vừa lòng ai hết các bạn. Mình cũng chưa vừa lòng mình, nó nói chi mà chủ vừa lòng mình hay là khách vừa lòng mình, không có ai vừa lòng ai các bạn. Thì mình thấy chỗ nào mình hợp lý mình làm ngay các bạn, cái này MC góp ý nha các bạn. Còn chỗ nào không hợp lý thì mình dọc tiếp các bạn ơi. Bản thân MC thì MC không có khe các bạn ơi, vui vẻ thôi. Mình làm thấy thoải mái, tiền ok, không cần phải nhiều lắm, MC thấy đủ là ok thôi. Chứ còn có tiền nhiều ồn ào, giành giật đánh lộn, chửi bới, sùm giống như ổ ong các bạn thì MC cũng không làm đâu. Mấy tiệm đó MC đã làm qua, MC biết rồi. Hôm nay mình lên giúp người bạn làm cũng cách đây chạy xe 25 phút các bạn. Ở trời, ở ngoài trời đang mưa nè các bạn. Các bạn thấy ướt nhẹp không nè. Đó. Ngoài trời ướt nhẹp luôn các bạn. Thì mình nói là vậy đó các bạn. Nghề neo mà không có làm vừa lòng ai hết á. Nhưng mà mình coi tùy tiệm, tùy chủ cách cư xử như thế nào các bạn. Neo thì không bao giờ công bằng đó các bạn. Sẵn MC cũng góp ý cho các bạn biết luôn là nghề neo này không bao giờ công bằng đó các bạn. Cứ mắt nhắm mắt mở mà làm đi tới đâu hay tới đó đi, chứ không bao giờ công bằng đâu nha các bạn. Được cái này mắc cái kia, hay là mắc cái kia thì cũng được cái nọ các bạn ơi. Nói chung là cái nào nhỏ nhỏ được mình nhịn bỏ qua được cứ bỏ nha các bạn. Còn cái nào quá đó mình hãy lên tiếng. Đừng mỗi chuyện chút chút mà cứ chuyện nào cũng lên tiếng thì dễ đụng chạm lắm các bạn. Thì MC chỉ góp ý các bạn gì đó. Thì MC giờ bắt đầu start sẽ chạy lên tiệm là 25 phút. Hôm qua thì MC tới set up đồ mà chưa có xong. Bữa nay MC cần phải set up đồ thêm nữa. Đồ MC nhiều đó, MC xài quen rồi. MC không thích xài đồ của người khác hay là ngồi bàn người khác làm cũng không được các bạn. Tại mình làm bột, mình đắp bột người kia đó. Các bạn nào làm bột mới biết mà, máy móc này kia rồi đồ dụng cụ của người ta để trong bàn, tự nhiên cái đổi mình qua bàn người khác, người khác qua bàn mình, nó quậy tung hoành hồi đồ mắc lung tung rồi ai đền nữa các bạn, hiểu không? Cái trường hợp đó MC cũng thấy rồi. Bởi vì MC, cái bàn MC làm là MC không có thích ai share với mình, các bạn nói thật. Ai nói MC ích kỷ thì MC chịu à. Cũng như đồ của mình xài, đồ người khác xài. Mấy tiệm nail MC vô làm cũng vậy, đã nói chủ trước rồi là mình không thích xe bàn với ai nha, tất nhiên là dùng bàn với ai nha. Rồi cũng lờ luôn, cũng bỏ qua rồi, cũng phá lệ hoài. Bình thường MC thấy nhiều tiệm cái dạng giống như chiều khách mà không đúng đó các bạn. Mỗi chút mỗi chiều nữa đó. MC giấu tên không dám nói xấu chủ nha các bạn, mà cái này MC chỉ
góp ý về cái về cái góc nhìn của MC thôi. Trước khi MC vô xin làm tiệm nào gì mình đã nói trước rồi, cái bàn mình không có thích xe với ai nha. Nói chuyện xong xuôi hết rồi, 1-2 ngày, 5-7 ngày cũng bận biểu cái mua mình tới lui lung tung hết trơn. Mỗi lần mình làm phải chạy tới bàn mình lấy chai cấp khấu, chai bấy khấu hay là cây cọ hay là lấy thôi, đủ thứ các bạn ơi. Nhưng người chủ họ phải nói là sợ khách còn hơn cái gì nữa. Khách nó chỉ là khách hàng thôi chứ không phải ông nội bà nội mình đâu mà mình phải sợ, hả không các bạn? Hỏi nó vô lên tiếng, hai người muốn làm chung, hai mẹ con, hai vợ chồng cũng không biết, rồi lấy bàn của người ta, trong khi đó bàn ta không có chỗ để ngồi hay đưa nhảy qua bàn khác nó đồ nghề đâu có đâu. Chứ hỏi bạn nhiều khi bàn nó đâu có làm bột đâu, nó làm mani pedi treo hay là đít thôi, mình làm bột này kia, nước liệt quyệt, mấy cái cọ đắp bột rồi đủ thứ đồ nghề, máy móc lung tung, bây giờ sao làm hỏi các bạn đúng không? Cái nào chiều thì cũng chiều vừa phải thôi, đừng có chiều quá, khách nó leo lên đầu mình nó dẫm luôn á. Ví dụ MC đang làm men này kia bên bàn của người khác đi, rồi người khác đang làm dip bên bàn mình đi. Bây giờ mình làm men này kia xong rồi làm dip làm sao mà trước cái men này kia được các bạn. Vậy giờ đụng cái không có bàn ngồi, hỏi các bạn, ví dụ nó vô nó feel full set á, rồi lại mua mình đi nữa à. Các bạn thấy không? Thấy nó trở ngại không? Nhiều người chủ người ta chiều khách quá, MC không phục đâu. MC chia sẻ thôi chứ MC không có nói một cá nhân nào mà các bạn. MC chỉ chia sẻ, nếu anh chị em nào có coi cái clip của MC á, thì mong khắc phục và trao dồi kinh nghiệm lại. MC dám bảo đảm thiệt, nhiều khi cái tiệm mà có khách rồi các bạn, 1-2 con, 5-7 con, 10 con khách đi nữa vô quậy quạn cho nó đi các bạn ơi, đừng có giữ nó làm chi. Chẳng khác nào cái bơm nổ chậm á, nó làm cho phá nội bộ mình á, rồi thợ thầy người ta bức xúc người ta bỏ đi cũng hết à. Nhiều khi là cái tiệm không có khách hay là cũng như là trong thời kỳ chậm chạp chưa có khách nhiều thì ok mình còn nương nương nó các bạn. Còn cái này nhiều tiệm MC làm thấy đã có khách rồi quá trời luôn, 10, 11, 12 thợ thí dụ vậy đó. Còn chiều nó nữa, nhiều khi khách vô đòi ngồi chung này kia nọ nó tám hả. Cái chừng mình muốn cần cái bàn của mình dụng cụ mình đâu có đâu các bạn, hỏi các bạn không? Đưa nhảy tứ tung hồi, nhiều khi đồ nghề mình nó chôm chĩa nó lấy cái chuyện bình thường các bạn, không phải mình nói xấu mà thật sự vậy. MC dứt khoát không giờ mà thích mà người nào ngồi bàn của MC các bạn, nói thật luôn á, giận chịu, MC không có khe đâu. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, làm lại mượn đồ này kia các bạn là MC không thích đâu. Khi tiệm không có đồ đó thì ok MC tạm cho mượn, còn nếu mà có mà mượn là MC không có cho luôn nha các bạn. MC nói thiệt, nếu MC làm chủ mà khách mà nó vô mà đòi ngồi chung á, MC không giờ cho đâu. MC nói, MC có cái miệng để nói chứ không phải cái miệng mà để ngu đâu. Cái miệng mà phải nói ừ, cũng như là giải thích cho nó biết ừ, ví dụ mỗi bàn là có đồ riêng tư của mỗi người, thành ra nếu mày ngồi cái bàn này thì người khác người ta muốn làm người ta đâu có đồ nghề đâu làm. Tuy nhiên là cái mỗi cái bàn cái personal của người ta, đồ dụng cụ riêng tư của người ta đâu thể mà muốn ngồi chung mình ngồi chung không ấy thì chủ mở thêm hai cái ghế nữa để cho nó, mấy đứa nào muốn ngồi chung thì để hai ghế đặc biệt cho mấy đứa nó đòi ngồi chung thì cho nó ngồi ngay đó đó. Chứ bàn riêng của người ta tự nhiên là dồn đổi vòng vòng cái đó MC không thích đâu. Rồi chiều cũng như chiều vừa thôi, đừng có chiều quá không được đâu. Bình thường ta nói khách hàng thượng đế thiệt, nhưng mà nếu cái nào đúng thì nên thượng đế, còn cái nào không đúng á cũng bình thường nha các bạn. Đừng có đưa đặt nó trên đầu quá, nó ngồi dặm, nó dặm cái đầu các bạn banh đầu luôn á. Cái tiệm đã có khách rồi mà thợ thầy thì thiếu, mà 1-2 con khách, 5-7 con khách thì nó vô quậy quạng mà cứ chiều nó chưa biết đúng hay sai các bạn. Cứ binh cho nó không à, không hỏi người thợ này đúng hay sai, lý lẽ như thế nào, lỗi ai phải ai trái. Cứ đè đầu ấy, dìm, cái bằng dìm hàng các bạn. Dìm hàng thợ không à, bởi vì mấy tiệm nó không giờ giữ thợ lâu đó các bạn, bảo đảm luôn á thiệt.
không phải mình nói xấu nghe ai, các bạn cái này mình góp ý chung thôi. Nếu các bạn nào đang làm chủ hay là đang chuẩn bị làm chủ á, nên khắc phục rút kinh nghiệm lại đi. Em xin nói thật, cái đó không có tốt đâu. Khách chiều vừa đúng tải thôi, còn nó vô quậy quạng mà nó phí kỳ, vô kiếm chuyện làm miễn phí á, thì các bạn nên coi lại chứ đừng đụng chút cái dìm hàng mấy người thợ mình. Người thợ làm yếu, người thợ làm chưa tốt, chưa đẹp. Xin lỗi các bạn, không bao giờ mà cái người thợ nào mà hoàn hảo cho các bạn vừa ý đâu, các bạn bảo đảm luôn á. MC từng làm tiệm nhiều lắm rồi, làm chủ một lần rồi MC biết tiệm này làm bao la luôn. Không bao giờ con khách hay con người thợ đó, nam hay nữ mà làm các bạn vừa ý. Cô đó vẽ đẹp, cô đó xếp đẹp, cô đó deep đẹp hay là làm marble đẹp, không có các bạn. Cái người giỏi cái nào cũng dở cái kia, chứ không giờ hoàn hảo là 100% perfect nha các bạn. Nếu người chủ hay người thợ nào nói mình người chủ đó y cái người thợ đó 100% good là mình nói người đó, mình không tin tưởng người đó nói dốc thôi. MC từng làm, MC biết các bạn ơi. Người này giỏi này cũng dở cái kia, còn người này dở cái kia lại dở cái nọ các bạn ơi. Còn mình mà hoàn hảo, mình nói y mình nói mình muốn người thợ nam hay nữ đó mà hoàn hảo cho vừa ý cho tôi, không có đâu các bạn ơi. Chuyện đó ngoài bên lề không có đâu. Giỏi hả cũng chưa chắc tới tay mình đâu các bạn ơi. Thì sẵn MC trên đường lái xe tới tiệm đó, cỡ 25 phút nữa mới tới. Mình ra sẵn chia sẻ các bạn nha các bạn. Nghề nào bạc bảo lắm các bạn ơi. Nếu mình biết lừa lách lèo lái đó thì ok. Còn mình mà yếu yếu á, ví dụ tiếng Anh này kia đi, mình yếu á là dễ nó bị bắt nạt, nó kiếm chuyện lắm. Nhất là khách á, nó thấy mình yếu á, sẵn nó dìm hàng mình luôn, nó giật mình luôn, cho mình chết luôn. Bởi vì anh chị em nào mới vào nghề nên trao dồi kinh nghiệm và ráng học hỏi thêm cái tiếng Anh các bạn. Ít nhiều gì đó các bạn cũng ráng trao dồi. Các bạn bớt đi lên Facebook là tào lao tám mấy cái FaceTime rồi lung tung, bớt đi các bạn thiệt. Ngôn ngữ bất đồng cũng khó làm việc lắm các bạn. Đôi lúc các bạn làm dở ha, nhưng mà các bạn nhờ cái miệng á, các bạn ăn nói này kia nó friendly á, cách nó vui vẻ, nó mến các bạn á, các bạn cũng có một mớ khách trong tay nữa. MC đó thật, dù các bạn đắp bột dở, làm tiếp xấu, dũa không đẹp hay là không biết quẻ thí dụ đó các bạn, nhưng mà khách nó thấy các bạn biết nói tiếng Anh thì kia vui vẻ đó. Nhưng mà nó có tâm sự gì á, để nó vô để nó kiếm các bạn để tâm sự, ví dụ chuyện buồn vui sướng khổ gì trong cuộc sống hàng ngày các bạn, nó cũng sẽ sẵn sàng nó kể cho các bạn biết luôn. Thành ra mấy người có tiếng Anh cũng nhiều cái lợi hại các bạn ơi. Còn giờ mình mới chân ướt chân ráo mới bước vào Mỹ mà không có biết tiếng Anh tiếng U gì các bạn, rồi ham đi làm kiếm tiền mà tiếng Anh thì không có, nó bất đồng ngôn ngữ vô mình lại. Cái tánh mình, cái người thợ không thích nói chuyện nhiều nữa, đủ thứ vô nó làm nó thấy không có thoải mái, nó lóng giống như là nó không comfortable với mình đó các bạn. Thì các bạn cũng nên cẩn thận cái vụ đó. Riêng MC thì mới hồi xưa vô nghề cũng vậy các bạn ơi, đụng chạm biết nhiều rồi, nhưng mà từ từ nghề dạy nghề khắc phục là các bạn, cái nào cái điểm yếu mình á thì mình gán trao dồi khắc phục lại vậy thôi. Còn mình không chịu học hỏi thì ngắt dục và gắng chịu, và các bạn càng ngày càng bị có chuyện không may đến tới, nó liên tiếp đó các bạn. MC làm tiệm nào cũng được các bạn ơi, thoải mái lắm. Mùa đông này thì vòng vòng MC cũng nói tới lui cũng là cái nghề nào thôi các bạn. Ví dụ cái mùa này 4-500, 5-600, nói chung là 500 cũng ok các bạn ơi. MC làm 5 ngày 6 ngày nó thật là MC thấy đủ sống rồi, giống như là yên phận rồi đó các bạn. Việt Nam mình dùng cái từ yên phận đó các bạn. Còn mùa hè thì 6-700 là MC thấy ok vui các bạn ơi, chứ không cần phải nghĩ tới 8-900, 1,000, 1,500 cái đó còn xa lắm, MC không có nghĩ đến đâu. Tại vì nhiều người làm thấy 7 ngày tuần đi casino bài bạc hút sách xài tiền đồng bảy đồng bạ thì cũng vô đó hay các bạn. Làm cho các bạn mất thời gian sức khỏe, rồi làm cho người
lúc nào bằng thằng không giờ tập trung tinh thần để làm việc hết. MC dù làm tiền ít thiệt đi các bạn, nhưng mà MC biết cách giữ tiền phải không? Tất nhiên làm ít nhưng mà MC xài căn bản, không có xài kiểu như bậy bạ mà chẳng khác nào mình lấy tiền mình đem đi đốt đó các bạn. Còn anh chị em hồi xưa MC làm cũng nhiều tiệm lắm, mấy người thợ neo á MC cũng biết nhiều lắm. Cắm đầu cong lưng mà sáng ngày thức sớm chiều về trễ đi làm 7 ngày cong lưng mình mẩy nhức nhói luôn, làm cho đã đứng sao vô casino tiền cũng vô đút đóng tiền điện tiền nước cho tụi nó hết rồi các bạn. Mà đến lúc lại tiền còn không đủ để mà xài nữa, còn phải mượn bạn bè nữa, nhiều cái gì á các bạn. MC không có chuyện có các bạn ơi, dù ăn chơi nhậu nhạc bạn bè rồi hay là cái vụ đồng hồ hộp quẹt nữa các bạn, thì MC rảnh cũng đi sưu tầm kiếm theo thêm về sửa sang là chút đỉnh các bạn, kiếm thêm gì đó chứ MC không ngồi yên một chỗ đâu. Ví dụ mấy ngày MC nghỉ nhà không có đi làm đi nữa thì MC cũng đi kiếm mấy vô tiệm mấy tiệm đồ cổ, tiệm cầm đồ á, mình coi cái món nào mình có mát má đi á thì mình mua về mình sửa sang rồi mình bán kiếm thêm các bạn ơi, chứ không có ngồi chỗ là MC không thích vậy đâu. Bữa nay mưa dữ lắm các bạn ơi, mưa thì không có lớn nha các bạn, chỉ là chạy ngoài hai quay á thì cái bụi nước á, nó bay lên các bạn thấy không, nó giống như khói vậy á, nhưng mà không phải, như cái bánh mấy cái bánh xe của người ta chạy á và cái bụi nước nó bay lên á, nó giống như là khói vậy đó mà không phải, nhưng mà làm mắt mình nó mờ mờ. Mình nếu mấy người nào mắt yếu nên đeo kính lúc này, còn như MC bằng ngày thì không sao, không đến nổi. Dù mưa lớn lắm thì MC mới đeo kính, hay là bằng đêm mà có trời tối tối thì MC đeo kính cho chắc ăn, còn bằng ngày là MC không có đeo, sợ đeo kính giết con mắt mình nó cao độ đó các bạn. Nghe mình gán giữ con mắt cho nó bình thường, không có bị cao độ nhiều. Đó thì MC cũng chia sẻ vậy các bạn. MC làm không sợ mà mệt nhất là dọn đồ tới lui các bạn, tại đồ MC nhiều lắm. Đồ ngày MC làm là tuy làm cũng giỏi thiệt, nhưng mà đồ đạc mình phải đầy đủ hoặc dư chứ không có thiếu được các bạn. Thiếu là trường hợp mình bắt đắc dĩ bế tắc rồi mình mới hỏi chủ người lòng vòng nào mượn để mình coi cái món đó, nếu cần thiết mình cũng mua mình xài riêng mình nha các bạn. Đại khái là như vậy đó. Bởi vì mỗi lần đi làm dọn tới dọn lui nhức đầu các bạn ơi. Còn cái chuyện chủ hay thợ hay là khách khứa nè nó quậy quạn cũng giờ MC thấy cũng bình thường các bạn ơi. Để tâm chi nhức đầu thì tiệm nào cũng vậy à. Ví dụ các bạn tránh được khách thì cũng bị thợ thầy nó ganh ghét. Ví dụ các bạn tránh được thợ thầy thì cũng bị chủ ganh ghét hay là soi mói đủ thứ chiều hết các bạn ơi. Giống như các bạn chạy xe mà tới 4-way stop đó là 4 chiều á, các bạn phải đấu 4 hướng, các bạn phải để mắt để 4 hướng là 4-way stop đó các bạn. Mình nói cái thí dụ là vậy các bạn, chứ không giờ tránh khỏi các bạn ơi. Thì tiệm này MC thấy làm ok, đủ dư dẻ, không có gùm gà. Chủ đừng có ép hay là kiểu như là sợ khách mà đụng chút gì cũng bên khách này kia đó. Rồi kêu bằng dìm hàng thợ thì MC không thích đâu. Mà anh suy nghĩ rồi cũng không thích nói xấu mấy người chủ em này thôi nha, chứ không có MC không dám nói tên hay là cái tiệm đó gì vậy, MC không có chuyện đó nha các bạn. MC rất tôn trọng thợ thầy và cả chủ cũng vậy, mình nghĩ thì thôi, mình không có thích nói xấu hay nói tốt gì chủ hết. Nói chung là thì thấy có duyên thì làm lâu thôi, còn nếu không có duyên thì mình dọn đồ tiếp thôi các bạn ơi. Ngắn gọn dễ hiểu đó, chứ đừng có chủ nào nói anh là tới đây làm luôn cho em đi. Cái chuyện đó ai mà nói ok ok là ông người đó cũng là dối rồi. Nghề neo không có hứa hẹn nha các bạn, có duyên thì làm lâu, mà mình thấy không ổn là dọn dẹp đi.
để mai này, ví dụ buổi mai mình còn gặp ở ngoài đời hay là trong buổi tiệc hay đi đâu á, mình tình cờ mình gặp chủ mình hay là người thợ nào đó, mình cũng còn một tiếng C2 đúng không các bạn? Chứ giờ cái chuyện mà nó đùng đùng đó, tới ngày nào cũng có chuyện hoài mà mình cũng gán cắm đầu mình làm hoài, ghét rồi sanh ra hận thù rồi trở mặt nó không tốt các bạn ơi. MC thấy chuyện nó không tốt, mình thấy không ổn là MC giọt liền à. MC làm khách không có mệt, làm nhiều cỡ nào cũng không thấy mệt. Mệt chỉ nhiều khi khách nó vô quậy quạng, nó hành hạ mình hay là chủ không biết cách cư xử các bạn, rồi làm cho đầu óc mình nó bị hoang mang, giống như bị phân phối các bạn, không có, mình không có tập trung để làm việc tốt á. Thì có đó MC mới mệt mỏi thôi, chứ cần làm khách hả, ví dụ mệt mỏi thật sự cũng đâu mệt mỏi đâu, chỉ là mình ví dụ mình đói quá hay là khát nước quá, tay mình run thì cái đó có, mình vô mình kiếm gì ăn tạm đó, trong giây lát thì nó cũng quất được 2-3 tiếng. Ví dụ mình ăn một kẹo chocolate hay là một trái gì đó, mình cái bánh nào đó mình bỏ vô miệng mình nhai trong tạm thời, nó cũng quất cũng được 1-2 tiếng ví dụ đó các bạn. Tại nhiều người người ta cũng lúc mà đường xuống đường lên đó các bạn, người ta cần phải ăn cái món gì ngọt ngọt đó, cho cái trong cái body mình á, trong cái thân thể mình nó có chất đường để người ta tỉnh táo lên, đừng có bị say sẩm thí dụ á các bạn. Chứ còn làm khách thì cũng không mệt nhiều đâu, mệt chỉ là nó vô quậy quạng, nó kiếm chuyện này kia nọ, nó khuyết kỳ á các bạn, hay là chủ không biết phải trái này kia, rồi binh thợ thì y binh xin lỗi, chủ không biết phải trái gì á mà cứ đè đầu thợ ra mà cứ mắng nhiếc hay là nói lung tung á các bạn, thì tội cho người thợ đó thôi. Cái tánh MC bản lĩnh đó các bạn ơi, nghèo thiệt nhưng mà dù gì mình cũng có cái phong độ phong cách của mình, tiếng nói mình rất là quan trọng, dù mình không có tiền thiệt, chứ không phải mấy người có tiền mà tào lao nói một đường làm một nẻo là MC không phục đâu các bạn ơi, nói thật. Dù anh chị có hãng xưởng hay là có tiệm lớn, có lính láp nhiều đi nữa, mình cũng không có khe các bạn ơi, nói thiệt. Mình không phục á, nói chung mình không phục đâu. Mà mình không phục gò là mình phải đi, mà mình đi gò là không giờ trở lại các bạn ơi. Cái tánh MC vậy đó, cái tiệm này MC nghỉ gò là không giờ trở lại đâu. Dù cho anh ăn nỉ ơi ỉ ôi hay là bỏ nhỏ cũng vậy, đưa qua bên lề. Nhiều khi tiệm kẹt lắm, ví dụ nhiều người nghỉ hay là có chuyện gì xảy ra đó, hay là có người về Việt Nam thí dụ đó các bạn, thì MC còn suy nghĩ lại hép họ như thế nào. Chứ còn nói làm luôn trở lại không làm nữa các bạn ơi, cái đó nguyên tắc của MC á. Nếu anh chị em nào mà nếu có coi clip của MC á, mong thông cảm cho MC, đừng có trách MC tại sao nó hồi đó giúp MC này kia nọ, vào nghề giờ phản không có nữa các bạn ơi. Cái nguyên tắc của MC là gì đó, các bạn chấp nhận thì ok, không chấp nhận thì MC đi thôi. MC sẵn sàng giúp cho các bạn nếu trường hợp các em MC suy nghĩ coi ok có nên giúp cho các bạn hay không nha. Chứ còn mà cái tiệm mà MC làm rồi mà đã nghỉ rồi đó, cũng như đã làm rồi nghỉ rồi đó mà kêu MC lại làm là không dứt khoát các bạn ơi. MC nói thật, danh dự MC cũng không có để cho người ta coi thường đâu. Đã nói là không tiền thiệt nhưng mà phong cách, phong độ rồi cái bản lĩnh mình phải có các bạn ơi, để người ta nhìn mà khinh mình không thích gì đâu. Hôm nay chắc mưa cả ngày các bạn ơi, chạy từ đầu tới cuối ngõ từ giờ thấy mưa miết là chưa dừng, hồi sáng giờ mưa lớn lắm đó các bạn, bây giờ mới thấy đỡ đỡ lại á, hồi sáng mưa dữ lắm, ra ngoài mà không dám ra luôn á, sợ kiên đồ nó ướt á các bạn. Rồi MC canh tới lúc mà mưa bớt mưa đó, hơi lâm găm á, MC mới kiên đồ ra bỏ xe được nè. Tới giờ mưa nữa rồi, nãy mà đem đồ ra không kịp lại giờ đồ ướt nữa rồi. Thì ngày hôm nay MC cũng đem đồ ra tiệm set up, thì có khách thì làm, không có thì set up đồ cho nó xong cái đỡ lo các bạn ơi. Mỗi lần MC nghỉ tiệm nào á, dọn đồ rồi sắp đồ lên là 2 lần các bạn, cũng như là mình phát đồ một lần, thứ
nhiên là mình bỏ đồ lên dọn dẹp để mình đi tiệm khác là cái một lần. Bây giờ mình vô tiệm đó mình phải sắp xếp lên để cái bàn chỗ mình ngồi các bạn, thì dĩ nhiên là hai lần đúng không các bạn. Ui, phải kẹt xe các bạn ơi. Nghề nào vậy các bạn ơi? MC cũng góp ý cho anh chị em nào mới vào nghề á, đừng có chán nản, gắng học hỏi trao dồi lên, đừng có sợ sệt gì hết á. Mình qua đây chân ướt chân ráo mà không có cái gì ấy mà sợ gì. Làm tiệm này không được thì nhảy qua tiệm khác các bạn, tự tin lên các bạn, đừng có sợ gục gà giống như con rùa vậy. Thiệt, mình là con người, đừng bây giờ cho chủ là khách hoặc là thợ thầy nó bắt nạt mình nó... Các bạn nên nhớ nha, cái nghề neo này đừng bao giờ hiền quá, ok, mà đừng bao giờ dữ quá. Mình có nửa nửa, 50-50 các bạn. Tại vì hiền quá thì người ta ăn hiếp, người ta bắt nạt, còn các bạn dữ quá thì nó ghét, là như vậy đó. Thành ra giống như là half and half đi, 50-50 đi, đừng dữ quá mà đừng hiền quá. Cứ chuyện nào có đáng thì lên tiếng góp ý, còn cái chuyện nào nhỏ thì thấy không có cần thiết thì các bạn mắt nhắm mắt mở cho nó qua luôn đi các bạn. Nhưng mà đừng nhiều lần quá thì mình phải lên tiếng các bạn. Như chẳng khác nào ra nói là cây muốn lặn mà gió chẳng chịu ngừng á, là cái câu đó các bạn. Đất nước quá rồi phải dỡ bờ hay các bạn ơi. Cái câu đó ông bà già xưa người ta thường nói là đúng. Đất nước quá là cái bờ nó phải, cái đập nó phải bị dỡ thôi. Cũng góp anh chị góp ý cho anh chị em mới vào nghề á, đừng có sợ gục ghè con rùa các bạn ơi. Mình là con người, đừng có cho người ta cành cho mà điều khiển mình không tốt đâu. Sống phải tự tin các bạn, nhớ điều này nha. Mình phải có bản lĩnh, phong cách riêng của mình, đừng có gì đồng tiền mà hèn hạ hay là làm con người mình nó thấp đi, làm nô lệ đồng tiền, sai đâu sai khiến đâu làm đó không được các bạn. Cái nào đúng thì ok mình phục, còn cái nào không đúng lên tiếng, đừng có sợ. Đã nói là con người chứ không phải con rùa đâu mà gục gà sợ sệt các bạn. Đừng có sợ, các bạn tự tin lên. Làm tiệm này không được nhảy qua tiệm khác, nhờ như vậy các bạn mới học được nhiều cái hay. Cái nào hay các bạn giữ trong đầu học, để sau này mình có tiền, có mối vốn, có kinh nghiệm nhiều á, mình mở tiệm là như vậy á. Còn cái nào dở dục các bạn đừng có giữ. Mỗi tiệm nó cái quay nó khác nhau, mỗi tiệm cái tour nó khác nhau, cái thên nó khác nhau, rồi cái làm tay chân khác nhau, nói chung là khác hết các bạn, không có tiệm nào giống tiệm nào hết. Nhưng mà mình mới vào nghề gắng mà trao dồi học hỏi kinh nghiệm thêm, đừng có sợ sệt. Làm tiệm này không được đi tiệm khác làm các bạn, đừng có khe, đừng có sợ, tự tin lên các bạn. Bạn làm một tiệm đó, nhầm khi nó ví dụ một tiệm nào đó mình làm 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng rồi năm nó cứ hứa mình cho mình đắp bột, cho mình sơn tre, cho mình làm nếp ví dụ vậy quá. Nói gì tới ngày làm cả 5, 2 năm, 10 năm, rồi 20 năm luôn rồi. Suốt đời mình cũng làm cái tay chân nước miết à. Rồi về tới cái tuổi nó già đâu có đi đâu được nữa đâu các bạn, đúng không? Cái tuổi mà gần đất xa trời đó, giống như là làm cho qua ngày hay đợi ngày đi về thế giới bên kia thôi. Thì nghề ngỗng thì chẳng biết, cứ cắm đầu làm tay chân nước miết, vẽ cái bông cũng không được, đó, cắt cái khóe cũng không xong. Rồi làm điếp thì còn xa vời vợi, chưa bao giờ thực tập sao biết. Chủ thì cứ hứa hẹn đủ điều, biết là tay nghề không có bằng ai, giờ không dám đi tiệm khác để mà làm nữa. Giờ dính cái tiệm nào đó dính cứ ngắt luôn rồi suốt đời vậy luôn. Thành ra khuyên mấy các bạn còn trẻ đó nên bay nhảy tiệm nhiều, làm tiệm nào không thích hợp nghỉ, nhảy tiệm khác làm để trao dồi học hỏi kinh nghiệm thêm, đừng có sợ sợ gì hết á.
mạnh dạn lên các bạn, tự tin bản thân các bạn, đừng có mà sợ sệt nhút nhát như con gừa. Mình là con người, ok. MC dám nhấn mạnh một câu với các bạn nha, mình là con người, đừng cho người ta điều khiển nhiều quá không có tốt. Nhiều khi mình bế tắc quá rồi, ví dụ mình không có tiếng Anh, tiếng Ngu, tay nghề mình còn yếu quá, hay là mình không có xe cộ đi làm thì ok. Rồi tay giống như tay gung mắt mờ, chân chậm chạp thì ok, mình còn bỏ qua cho. Còn các bạn mà còn trẻ đó, tay chân còn lanh lẹ, mắt còn sáng, còn học hỏi được nhiều cái hay neo, thì đừng có nên mà nghe mấy ông bà chủ cứ nói hứa hẹn cho người ta làm bột điếp hay là treo này kia cho nó học hỏi làm bột rồi đó, hứa hoài chẳng thấy làm thôi. Nghĩ các bạn tự tin lên, thu khe không có mở thì chợ cũng đông thôi. Mong các bạn nếu có coi clip của MC á, nên gắng tự tin bản thân mình hàng đêm, hay là một lúc nào đó mình rảnh rỗi mình suy nghĩ coi đúng là tại sao mình bỏ cái thời gian mình phung phí quá, lúc mình còn trẻ, mình còn năng động trí tệ đâu tốt, mà tại sao mình phải bỏ mất thời gian như vậy, hiểu không các bạn? Tự tin lên các bạn ơi, đừng có sợ gì hết á. MC nói chuyện giờ chạy tới tiệm rồi các bạn ơi. Cũng 31 phút các bạn. Nó tới cái lưu rồi cũng chạy tới tiệm rồi. Mưa gió không biết có khách khứa gì không biết không? Cái hình xui rồi, MC cũng không biết đâu. Nói chuyện với các bạn chạy tới tiệm lẹ quá. Thôi vậy thôi, MC cũng chạy tới tiệm rồi các bạn ơi. MC xin tạm dừng clip tại đây nha các bạn. Nếu có thời gian rảnh rỗi, MC sẽ làm clip nói về neo để góp ý chia sẻ với anh chị em, để có anh chị em đừng có lo ngại lo lắng gì trong công việc neo mà các bạn đang chuẩn bị vào nghề á, hay là anh chị em nào ở Việt Nam mới đang học hỏi đó, cứ vô tư đừng có sợ, hãy tự tin lên nha các bạn, đừng có sợ gì hết. Mình là con người, ok, chứ không phải là con thú hay con vật mà bị người ta điều khiển ha, bị người ta cầm súng hay cầm ná săn lùng kiếm bắt mình sợ sệt mình chui xuống hang leo lên cây để trốn thì cái đó đúng nha các bạn, nhớ nha, mình là con người, ok, chứ không phải con rùa, đừng có cút đầu các bạn. Ok, MC xin dừng clip tại đây. MC chúc các bạn ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc là và luôn ấm áp bên gia đình nha các bạn. Chúc các bạn luôn may mắn nha. Bye bye nha. MC tắt máy đây. Bye bye.